Thì thường sẽ chuyển qua để mà nói về cái tình hình liên quan đến chuyện gì đã xảy ra tối ngày hôm qua thì thật ra cả tuần nay đây chúng ta thấy rất nhiều thông tin đến từ Trung Quốc chúng ta cũng đã thấy được là Trung Quốc là một cái đám mây đen cứ bao trùm cái cái thị trường này chúng ta thấy được là Trung Quốc là một trong những cái lý do dẫn đến là chúng ta thấy cái sự bán Bitcoin đến từ những cái thợ đào hồi tháng 5 khi mà Trung Quốc uh, lại không cho đào Bitcoin ở nhiều nơi ở Trung Quốc khiến cho nhiều cái thợ đào họ phải một đóng cửa hay là phải bán Bitcoin của mình để có chi phí để có thể di chuyển ra khỏi Trung Quốc Đó là cái chuyện của hồi tháng 5 Nhưng mà các bạn thấy được là tuần này Thì chúng ta lại thấy được là những cái thông tin được chia sẻ Bởi Bloomberg Mà thường đã làm cái video về cái sự kiện là Trung Quốc một lần nữa lại muốn mọi người hiểu được và nhớ Nhưng là Trung Quốc muốn nhắc nhở mọi người cái phương diện liên quan đến crypto ở Trung Quốc là như thế nào Có nghĩa là bây giờ những người dân Trung Quốc họ có thể lưu trữ sở hữu crypto và crypto đối với một số cái sự kiện vẫn được coi như là một loại tài sản nhưng mà không được tham gia vào mua bán không được tham gia vào IDO, ICO hay bất cứ một cái hình thức phát hành token nào khác và cũng không được sử dụng crypto dùng làm phương tiện thanh toán. Những sàn giao dịch cũng không thể cung cấp dịch vụ cho người dân ở Trung Quốc. Đây là cái tình hình của Trung Quốc và chúng ta thấy được là tối ngày hôm qua đó thì đột ngột chúng ta thấy một cái thông tin à, được chia sẻ bởi Wu Blockchain. Đây là một cái hình ảnh chụp lại của sàn Hobby. thôi thì không có xài sàn Huobi nhưng mà đây là một cái tài liệu mà sàn Huobi đã gửi cho những cái người mà sử dụng Tài liệu này là ngày 26 tháng 9 Thì trong tài liệu này nói gì? Nói đó là sàn dịch Hobby Họ đã thông báo đó là trước ngày 31 tây tháng 12 họ sẽ ngừng hoạt động Cho tất cả người dùng hiện có ở Trung Quốc đại lục Chúng ta có thể là đang chứng kiến các nhà đầu tư Trung Quốc ẩn thân trên sàn Hoa bị bán và chúng ta nhìn vào cái thông báo này đó thì chúng ta thấy được là bắt đầu từ ngày 24 tháng 6 có nghĩa là cách đây hai ngày đó thì tất cả những cái giao dịch dịch vụ đăng ký đến từ Trung Quốc đại lục sẽ không được đăng ký chương mục mới nhưng mà bắt đầu là từ đây đến ngày 31 tháng 12 đó thì sẽ từ từ nhưng cung cấp những cái dịch vụ cho những người mà sống ở Trung Quốc thì đây là gì nhiều bạn có thể hỏi thuận là tưởng đâu là năm 2017 là lúc đó là Trung Quốc đã ra cái lệnh cấm không cho những sàn giao dịch cung cấp dịch vụ cho người Trung Quốc rồi thì tại sao chúng ta vẫn thấy cái hiện tượng như thế này tại sao Hoa Bì một lần nữa lại nói là sẽ ngưng cung cấp dịch vụ cho người Trung Quốc thì có rất là nhiều lý do các bạn thấy được là người Trung Quốc đó thì cũng rất là thích giao dịch crypto cho nên trong nhiều năm qua đó khi mà chúng ta thấy là Trung Quốc ra sức đạn crypto nên thì nhiều sàn đã rời khỏi trung quốc giống như là sàn binance nhưng mà chúng ta vẫn thấy được là người trung quốc vẫn có những cái cách để mà họ đăng ký trên những cái sàn này họ có thể là dùng vpn để mà ẩn cái ip của họ hay là họ có thể là đã đăng ký trước đó nhưng mà họ lựa chọn là không kyc để không có cho sàn biết họ là ai hay là họ cũng có thể dùng thân phận giả hay là những người mà ở nước ngoài có thể là đang sống ở trung quốc thì họ có thể là sử dụng cái chương mục của họ nhưng mà bây giờ đó Hoa Bì đã đứng chính lại là tất cả những người dùng ở Trung Quốc sẽ ngừng không có thể tiếp tục giao dịch từ đây cho đến ngày 31 tây tháng 12 và những người dùng mới thì sẽ không được đăng ký bắt đầu từ ngày 24 tây. Đây là cái tình hình liên quan tới cái thông báo của Hoa Bì. Thì sau đó đó, We blockchain đã chia sẻ đó là ngay sau đó thì chúng ta thấy được là cái số lượng lệnh bị thanh lý trên sàn đã lên tới là 100 triệu đô la trong vòng chỉ có một giờ con số này cũng là tương đối cao không có cao như là những cái đợt gọi là short hay là long suy trước đây nhưng mà con số này cũng là cao và Bull blockchain muốn nói đây đó là cái sự kiện này dẫn đến nhiều nhà đầu tư Trung Quốc bán thì trước khi chúng ta nói về cái cái điều này đó thì chúng ta nhìn vào đây là cái trang uh, Bybit Uh, .com, bybt.com thì các bạn có thể bấm vào liquidation để các bạn xem coi là những lệnh mà bị thanh lý là như thế nào. Thì các bạn thấy được là trong vòng 24 giờ qua là chúng ta có 343 triệu đô la bị thanh lý và chúng ta thấy được là 12 giờ qua thì có 138 triệu đô la lệnh bị thanh lý và cái sàn mà bị uh, thanh lý nhiều nhất các bạn thấy được là chúng ta à, thấy đó chính là sàn Binance có 71% chiếm cái tỷ lệ trong con số này đó trong vòng một giờ qua là bị thanh lý nhưng mà trong vòng 24 giờ qua đi một ngày qua thì các bạn thấy được là sàn Binance và Bybit là hai nơi mà có nhiều lệnh lon bị thanh lý nhất chúng ta bây giờ hãy nói về cái số lượng lệnh lon và short đi trước khi chúng ta trở lại để mà nói về tình hình của sàn hoa bi thì tới bây giờ như thế nào tình hình bây giờ nếu chúng ta tính theo uh, tình hình uh, của đến giờ đó thì chúng ta sẽ thấy được trên một giờ qua thì cái số lượng lệnh long và số cũng gần như cân bằng nhiều lệnh long hơn một chút 54,66 so với lại uh, lệnh số là 45,34% trong đó chúng ta thấy sàn Kraken đó cái số lượng lệnh long rất là nhiều gần như là 70% trong đó chúng ta uh, có thể thấy được là cái sàn kế tiếp đó chính là sàn Deribit cũng có rất nhiều lệnh long hiện bây giờ Chúng ta nhìn vào tài liệu này nhưng mà chúng ta à, cho là tài liệu trong vòng 12 giờ qua đi. Thì 12 giờ qua chúng ta thấy được là vẫn tiếp tục cân bằng, lệnh long và short vẫn tiếp tục cân bằng trong vòng 12 giờ qua. Cho nên á, cái tình hình bây giờ đó là chúng ta thấy được là tuy là giá cả có cái sự đi xuống mạnh tối ngày hôm qua khi mà chúng ta thấy được là giá cả nhiều tiếng đồng hồ liên tục đó đã đi từ cái mức là từ 42.000 À, 8 trăm sáu 10 xuống chỉ còn có 40.790 mà thôi Thì đã có cái sự hồi phục trở lại Và chúng ta bây giờ đó nhìn vào tình hình của sàn Hoa Bi Thì có hai cái câu hỏi mà thường thường hay nhận được từ các bạn từ tối qua tới bây giờ Đó chính là thứ nhất đó có phải là chúng ta à, thấy là cái số lượng người Trung Quốc bán hay không? Tại sao mà họ bán mà họ không có lưu trữ về ví cá nhân của mình? Thứ nhì là tại sao mà họ không có di chuyển qua những cái sàn tập trung, những cái sàn DAX? Thì tôi nghĩ là cả hai đều xảy ra. Thực ra mà nói là phần lớn đó các bạn và nhiều người có thể là thấy là rất nhiều bạn tham gia vào thị trường này thật ra tham gia vào và xem như thị trường crypto là một nơi mà các bạn kiếm được lợi nhuận mà thôi cho nên rất là nhiều bạn tham gia vào đó là không có ý định là lưu trữ lâu dài cũng như là không muốn tìm hiểu sâu vào trong thị trường này chỉ muốn dùng phân tích kỹ thuật để mà kiếm lợi nhuận từ thị trường này mà thôi cho nên khi mà chúng ta thấy được những cái sự kiện như là sàn hobby đột ngột nói là không tiếp tục cung cấp dịch vụ nữa thì đương nhiên những người nào mà họ tin tưởng về bitcoin crypto lâu dài thì họ sẽ đem những cái Bitcoin đó rời khỏi sàn và đem vào ví cá nhân. Cũng như là những người nào muốn tiếp tục giao dịch họ cũng có thể là tham gia vào những cái sàn phi tập trung. Và thật ra dựa theo Blockchain thì cũng đã có rất là nhiều người Trung Quốc lên trên những mạng xã hội để mà tìm kiếm những cái thông tin liên quan đến à, những cái sàn tập trung hoạt động như thế nào và họ tìm cách để mà sử dụng cũng như là có rất nhiều người chia sẻ những cái link của những sàn khác như là FTX để cho một số người có thể là di chuyển vào những sàn như là FTX để mà sử dụng nhưng mà cốt lõi đó cái vấn đề liên quan tới những cái sàn tập chung đó là cuối cùng thì người dân cũng cần phải có một cái cổng để mà thoát ra khỏi thị trường khi mà họ muốn bán và lấy tiền mặt để mà sử dụng cho đời sống tại vì cái bạn lưu trữ crypto thì đúng là một cái mạng đầu tư lâu dài nhưng mà các bạn đâu thể nào mà dùng crypto của mình để mà trả chi phí ở Trung Quốc đâu thế nên cuối cùng thì vẫn cần phải có một cái cổng để mà thanh toán và những cái cổng thanh toán đó chỉ đến từ những cái sàn giao dịch tập trung mà thôi có thể kết nối được với ngân hàng chứ còn các bạn có thể lên trên sàn đất mà giao dịch các bạn có thể thoát ra bằng cách là lưu trữ những đồng ổn định nhưng mà sau đó thì như thế nào các bạn làm sao để mà đổi đồng ổn định đó thành những nhân tệ được như các bạn sống ở trung quốc đây là cái điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới là đương nhiên có một số người rời khỏi sàn và lưu vào ví cá nhân tại vì họ lưu trữ lâu dài và cũng một số người đi tìm hiểu những cái sàn đất nhưng mà cúp lỗi thì vẫn còn rất nhiều người họ chỉ muốn lấy tiền mặt ra mà thôi Tại vì bây giờ họ lúc nào cũng muốn là khi mà trade có lời thì họ muốn lấy ra để mà sử dụng trong đời sống hàng ngày Đây là cái tình hình liên quan tới hoa mà thường muốn mang đến cho các bạn Thì sau đó các bạn thấy được là Good Blockchain chỉ được là những cái đồng mà liên quan đến Trung Quốc đó ba đồng lớn như là các bạn thấy được là hobby token OKB và Filecoin thì đều xuống mạnh trong vòng 24 giờ qua. Đây là cái thời điểm mà Wu Blockchain chia sẻ đó là khoảng chừng là 1 giờ sáng của giờ Cali thì kế tiếp đó, thì các bạn thấy được là sau đó thì như nào sau đó thì một sự kiện đã xảy ra đó chính là những người mà ở Trung Quốc đó, thì họ đang tìm kiếm những cách khác để mà trade như hình đã chia sẻ với các bạn một số sẽ bán và lấy tiền mặt một số sẽ lưu trữ trong ví cá nhân của họ nhưng mà một số khác đó thì lại muốn đi tìm kiếm những cách để mà sử dụng những cái sàn phi tập trung để họ có thể tiếp tục giao dịch thì đây là cái tài liệu được chia sẻ bởi blockchain hồi 3 giờ sáng thì nói là những cái ứng dụng như là Uniswap, Sushi, Serum, Aave, Solo, Synthetix đều có cái sự tăng trưởng và đây cũng là một trong những lý do mà nhiều người cho là tại sao chúng ta lại thấy là Ethereum lại xanh như vậy tại vì rất là nhiều những ứng dụng DeFi bây giờ vẫn nằm trên mạng lưới của Ethereum thì bây giờ để xem coi là những đồng mà di chuyển mạnh trong vòng 2-4 giờ qua là những đồng nào các bạn thì được vẫn là những đồng như là Uniswap và Sushi đây là hai cái uh, sàn phi tập trung mà các bạn thấy được là có cái sự tăng trưởng mạnh trong vòng 24 giờ qua thì đây là cái tình hình liên quan đến hobby mà Thuận muốn mang đến cho các bạn còn những sàn khác như thế nào thì như bạn hỏi thuận là hobby thì như vậy còn những sàn khác như là sàn binance hay là sàn okx thì có bị ảnh hưởng hay là không thì các bạn thấy được là sàn binance họ đã đưa ra một cái thông báo đó chính là sàn binance đã không cho phép người trung quốc sử dụng sàn từ năm 2017 và sàn Binance bây giờ không có bất cứ một cái dịch vụ nào ở Trung Quốc hết có nghĩa là sàn Binance nói là điều này không ảnh hưởng đến họ tại vì đã từ lâu năm 2017 nó họ đã không cho phép người Trung Quốc sử dụng rồi kế tiếp đó, thì sàn OKX cũng là mô phỏng theo sàn Binance và đưa ra một cái thông báo tương tự đó chính là sàn OKX cũng không có cho phép người dân Trung Quốc sử dụng từ rất lâu rồi cho nên cái sự việc này bây giờ chúng ta thấy là chỉ ảnh hưởng đến sàn Hobby mà thôi